Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Theo dòng thời sự trên kênh truyền hình quốc gia VTV8. Thưa quý vị và các bạn, luật tố cáo năm 2018 đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Trong đó thì dành hẳn một chương quy định về bảo vệ người tố cáo. Cụ thể là bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo, bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo và người thân. Tuy nhiên, trên thực tế thì căn cứ để áp dụng các biện pháp bảo vệ đối với người tố cáo, quyền và nghĩa vụ của người được bảo vệ, nội dung bảo vệ, vị trí công tác, việc làm của người tố cáo vẫn còn được hiểu chưa thống nhất do chưa có những quy định cụ thể, dẫn đến khi việc áp dụng thì còn gặp một số vướng mắc. Chương trình Theo dòng thời sự hôm nay với sự tham dự của luật sư Lê Cao, giám đốc công ty luật FDVN sẽ cùng trao đổi một số nội dung liên quan đến cơ chế bảo vệ người tố cáo. Và trước khi đi vào trao đổi thì mời quý vị và các bạn cùng luật sư Lê Cao theo dõi một tổng hợp của chúng tôi về trường hợp của một cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi vừa có đơn yêu cầu bảo vệ theo luật tố cáo. Ông Phan Văn Hiếu trong thời gian là phó bí thư huyện ủy huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi đã có đơn tố cáo đề nghị kiểm tra dấu hiệu vi phạm của một số cán bộ đảng viên của huyện Nghĩa Hành. Tháng 4 năm 2019, ông Hiếu nhận quyết định điều động về công tác tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó ông được giới thiệu và bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 8 tháng 10 năm 2019 vừa qua, ông đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị bảo vệ cho bản thân và gia đình mình theo luật tố cáo, do nhận thấy vị trí việc làm và tính mạng của mình có dấu hiệu bị xâm hại. Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng có thông báo lại cho tôi bằng văn bản là đã được nhận được đơn, nhưng mà họ bảo rằng là bảo vệ cho người tố cáo là theo cách của công an tỉnh, theo nghiệp vụ của họ. Còn theo nhận thức của tôi, theo sau này tôi đặt kỷ luật tố cáo thì muốn khi đã đồng ý bảo vệ bản thân tôi, người tố cáo, thì cơ quan chức năng, cụ thể là cơ quan công an, phải mời tôi đến và ra quyết định là bảo vệ, và thứ hai nữa bàn với tôi có biện pháp bảo vệ tôi có chấp nhận hay không. Thì tôi mong muốn rằng là thực hiện đúng luật tố cáo là cho tôi quay trở về phó bí thư ủy huyện Nghĩa Hành. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã xác định các nội dung tố cáo của ông là không có cơ sở, và những dấu hiệu bị xâm hại về tài sản, tính mạng hay vị trí việc làm mà ông Hiếu yêu cầu bảo vệ cũng được cơ quan công an xác minh là không đủ căn cứ xác thực. Thì thực hiện cái quy định của Đảng 262, quy định 262 của Bộ Chính trị đó, thì đối với những cán bộ đảng viên mà có cái tín nhiệm thấp trên 2/3 thì sẽ xem xét điều động bố trí công tác khác để cho nó phù hợp. Thì đồng chí Phan Văn Hiếu là nằm trong cái trường hợp này. Là như tôi nói trong thông báo kết luận số 250 ngày 6 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy là đã kết luận rất rõ là nội dung tố cáo đó là không có cơ sở. Kiểm tra lại toàn bộ cái quá trình tiếp nhận giải quyết nguồn tin tội phạm của công an huyện Nghĩa Hành và cơ quan cảnh sát điều tra các cấp trên địa bàn tỉnh, thì trong suốt thời gian qua chúng tôi không tiếp nhận bất kỳ một cái thông tin nào của ông Hiếu tố cáo hành vi tham nhũng tiêu cực mà cần phải áp dụng biện pháp bảo vệ như ông yêu cầu. Các cái biện pháp phòng ngừa từ xa như là hỗ trợ các cái số điện thoại nóng cho ông cần để ông liên lạc, tác động và gặp gỡ những người xung quanh nơi ông cư trú, quan tâm hỗ trợ ông trong vấn đề an ninh an toàn của ông ở tại địa phương, thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ vấn đề đó. Chứ còn theo luật cho tới giờ này chúng tôi cũng chưa thấy có cơ sở nào để triển khai lực lượng phương tiện bảo vệ như luật quy định. Vâng, thưa quý vị vừa xem một tổng hợp của chúng tôi. Và được biết, ông Phan Văn Hiếu là nhân vật trong phóng sự vừa rồi thì hiện vẫn chưa đồng ý với các kết luận giải quyết tố cáo của tỉnh ủy Quảng Ngãi và cho biết là sẽ tiếp tục gửi đơn lên cấp cao hơn. Chúng tôi xin được khẳng định là thẩm quyền kết luận sự việc cụ thể nêu trên đúng sai thế nào, có cơ sở hay không thuộc về cơ quan chức năng. Chúng tôi chỉ thông qua câu chuyện này yêu cầu, câu chuyện của ông Hiếu yêu cầu được bảo vệ theo luật tố cáo 2018 để làm rõ hơn một số khái niệm pháp lý liên quan đến nội dung bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật, với quan điểm là hiểu rõ, hiểu đúng thì mới áp dụng đúng, thực hiện đúng. Thưa luật sư Lê Cao, theo luật sư, các cái quy định của pháp luật quy định đâu là cơ sở, là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền có thể là ban hành cái biện pháp là bảo vệ người tố cáo, thưa luật sư?
Căn cứ ở đây là cái, thứ nhất đó là phải là người đang thực hiện các cái hành vi tố cáo, đang có các cái đơn từ tố cáo liên quan đến nội dung vụ việc nào đó, thì người đó là một trong những cái trường hợp được bảo vệ. Cái thứ hai nữa là phải có người tố cáo là có đơn đề nghị được bảo vệ, bởi vì cảm thấy mình bị xâm phạm các cái sức khỏe tính mạng hoặc là uy tín danh dự hoặc là bị ảnh hưởng đến công tác việc làm, thế thì phải có đơn yêu cầu cơ quan giải quyết tố cáo là thực hiện các cái biện pháp để áp dụng biện pháp bảo vệ cho họ. Thì phải dựa trên những cái cơ sở đó thì các cơ quan có thẩm quyền mới thực hiện các cái thủ tục trình tự liên quan để áp dụng các cái biện pháp bảo vệ cho người tố cáo. Vâng. Có đơn rồi nhưng mà sau khi nhận đơn thì các cơ quan chức năng cũng phải tiến hành xác minh để xem là đâu cơ sở, những cái đơn đấy nó có cơ sở, có chứng cứ, có nó đúng cái sự thật hay không, đúng không thưa luật sư? Vâng, đúng rồi. Nếu như mà không có cơ sở, không có những cái chứng cứ kèm theo, tức là về mặt người tố cáo thì cũng phải cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền các cái chứng cứ. Ví dụ như bị đe dọa thì chúng ta có các cái hình thức là tin nhắn hay sao lưu lại các cuộc gọi hoặc là hình ảnh hay âm thanh hay là các cái chứng cứ tài liệu để chứng minh rằng là cái việc mà mình tố cáo sau đó rồi có những cái tác động tiêu cực đến mình, hoặc là các cái nội dung chứng cứ liên quan đến mình bị thuyên chuyển việc làm hay là bị bố trí sai công việc hay là mang tính trù dập, thì mình phải có các cái cơ sở tài liệu để cho cơ quan thực hiện việc bảo vệ là họ xác minh đúng là và tìm ra được cái cách thức bảo vệ một cách phù hợp hiệu quả. Theo tôi được biết thì trong trường hợp của ông Phan Văn Hiếu, nhân vật của phóng sự mà chúng ta vừa xem ấy, thì là ông chỉ cung cấp thông tin cho báo chí, mà các cái đơn trình báo chẳng hạn như là mất điện thoại thì lại không có báo cho công an phường sở tại. Thành ra là cơ quan công an chưa đủ cơ sở để xác minh là tiến hành các cái biện pháp bảo vệ. Trên thực tế thì chúng tôi thấy rằng là một số người tố cáo thì có thể là do niềm tin vào cơ quan báo chí rất là lớn, cho nên họ mong muốn là được đưa các cái thông tin cho cơ quan báo chí để được bảo vệ họ bằng cái cách phương tiện truyền thông. Thế nhưng mà theo quy định trình tự thủ tục đó, mà người tố cáo muốn được bảo vệ thì tất nhiên là họ phải cung cấp các cái thông tin này cho các cơ quan có thẩm quyền, công an có thẩm quyền. Thế thì họ mới điều tra xác minh và họ ngay lập tức mà tiến hành các cái việc bảo vệ được. Thưa luật sư, có một cái nội dung rất quan trọng mà liên quan đến rất là nhiều trường hợp mà tố cáo, đó là trường hợp là bị điều chuyển, điều động, luân chuyển các vị trí công tác khác. Vậy thì đâu là cơ sở để xác định là cái việc điều chuyển đấy đúng quy định mà không phải đấy là biểu hiện của việc trù dập, chèn ép? Đúng quy định thì theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức, pháp luật về viên chức, pháp luật về lao động, thì luật đã quy định rõ là trường hợp nào thì điều động, thuyên chuyển hoặc là bố trí việc làm mới hoặc là cho thôi việc thì có quy định. Nếu như mà rõ ràng á, mà các cái quy định, các cái việc điều chuyển này là trái pháp luật á, thì chúng ta có thể có quyền nghi ngờ ngay đó là cái việc mà trù dập đối với người tố cáo. Tuy nhiên á, ở đây chúng ta vẫn thấy rằng là nhiều cái việc á, điều chuyển, điều động á, nó lại đúng luật, nó lại đúng với trình tự thủ tục của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, và cái việc điều chuyển và bố trí công tác này là được tiến hành sau khi mà có đơn tố cáo hoặc có kết luận đấy. Thế cho nên là ranh giới hay là cái sự nghi ngờ ở đây chúng tôi cho rằng là rất là mơ hồ và khó có thể xác minh được rằng là một cái quyết định điều chuyển hay là bố trí công tác thì nó là do là có cái sự là mang tính là trù dập hay là đó, cái quyết định đó là được thực hiện một cách đúng quy định của pháp luật. Thế thì pháp luật hiện nay chưa thể chỉ rõ trường hợp nào và trường hợp điều kiện như thế nào thì chúng ta phải đánh giá nó là do trù dập. Và cái điều này thì cảm quan về vụ việc, chứng cứ về vụ việc và các tình tiết liên quan đến vụ việc cụ thể thì mình được đánh giá được một cách cụ thể, còn luật chưa có quy định cụ thể. Như vậy là luật pháp hiện nay tuy có cái quy định nhưng mà nó chưa cụ thể, chưa có những cái cơ chế đủ mạnh để thực thi việc bảo vệ người tố cáo một cách hiệu quả, đúng không thưa luật sư? Theo tôi thì luật đã có quy định rồi, nhưng mà ngay cả khi mà luật tố cáo ban hành nguyên một chương á, là bổ sung quy định về bảo vệ người tố cáo, thì đây là một điều đáng mừng, là một điều tích cực và nó tiềm cận với pháp lý của các cái quốc gia khác liên quan đến việc bảo vệ người tố cáo. Thế nhưng mà việc thực thi và hướng dẫn cụ thể nó thì chưa được chi tiết. Cụ thể thì chúng tôi thấy là bây giờ có những cái văn bản mà ở đang dự thảo nghị định thông tư thì vẫn nghiêng về là hướng dẫn các cái quy định về liên quan đến người lao động theo cái hợp đồng lao động. Còn đối với cán bộ công chức chẳng hạn thì cụ thể thì chưa thấy. Đầu năm nay chúng tôi thấy là có cả chỉ thị 27 của Bộ Chính trị liên quan đến cái việc bảo vệ người tố cáo, thì đây là một quy định rất là lớn, nhưng mà việc này được hệ thống
cụ thể hóa bằng văn bản pháp luật thì là chưa. Và chúng tôi cho rằng là cần phải hệ thống và phải đồng bộ luật tố cáo với luật cán bộ công chức, luật viên chức và bộ luật lao động với các văn bản khác liên quan để có những cái quy định mà tác động phối hợp với nhau để đảm bảo khi vấn đề liên quan đến việc làm hay là trù nhập liên quan đến các cái chức vụ. Và khi mà nếu như một người nào đó cần được điều chuyển lại vị trí cũ hay thi thế này thì phải có một quy định cụ thể là thủ tục định từ để thực hiện cái việc đó như thế nào. Và xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư. Thưa quý vị và các bạn, việc bảo vệ người tố cáo là một nội dung hết sức quan trọng của luật tố cáo nói riêng và luật pháp nước ta nói chung, nhằm bảo vệ và khuyến khích động viên cán bộ, người dân dũng cảm đấu tranh chống lại các hành vi tham nhũng tiêu cực, vi phạm pháp luật, giúp cơ quan nhà nước phát hiện và xử lý kịp thời và nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đa số các trường hợp thì người tố cáo thường ở vị trí yếu thế, dễ bị trả thù, trù dập, thậm chí là cả người thân của họ cũng bị đe dọa. Do vậy, các quy định của luật thì càng chi tiết, càng cụ thể, rõ ràng và đầy đủ bao nhiêu thì cơ chế bảo vệ người tố cáo càng hiệu quả bấy nhiêu. Và bản thân người tố cáo cũng cần hiểu rõ, hiểu đúng các quy định để thực hiện cho đúng các quy định của pháp luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương mục Theo dòng thời sự của chúng tôi.